Mưa lớn làm mái ta luy dương dẫn vào khe Ta Bang tiếp tục sạt lở. Hiện tại việc lưu thông cho người và phương tiện vận chuyển hàng hóa, công tác cứu trợ không thể triển khai. Cuộc sống của bà con vùng đồng bào thiểu số đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã cho xây dựng khẩn cầu tạm tại vị trí khe Ta Bang. Hiện nay, các đơn vị thi công đang huy động tối đa vật tư máy móc nhân công để sớm thông tuyến. Tuy nhiên, do mưa lớn, địa hình đồi dốc khiến việc khắc phục sự cố gặp rất nhiều khó khăn.